mà ăn trên nào rồi. Ừ. Hai mày đâu? Ừ. Ok, bàn tay mày sạch đó mày. Ừ, ạt phổng bao tiết. Chăm kì vô đọc tiết đi nó, lỡ xảy sạch, lỡ lôi á nè. Ừ. Thôi kéo qua cho anh mày. Là phố đi bộ, còn cái chùa trên kia là chùa Tà Bạ. Rồi cổng ở trước này là cổng khu du lịch Sà Chét. Đi thẳng vô cái cổng này là đi vô hồ Sà Chét á, cũng có đường đi lên hồ Tà Bạ luôn. Có nắng đẹp chỗ này rồi, mây không, trời mây rồi, sáng sớm mà mưa. Có chiếc xe bò đi ra hồi giờ mình chạy ngược vô chở vô lại để đang quay nó đi ra cái đường mà. Đường này đẹp. Mấy anh em đã lấy đọt khoai về nuôi dê. Thank you.
xe bò anh đang đi ra. Mình chặn chỗ này đặng mình quay nhà, chỗ này cái đường cong cong quẹo quẹo nó đẹp. Biết phải không? Bàn chân quen quá, hàm lá me vàng lại đứng. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời. Bằng trái tim của tôi rồi. Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi, chọn tiếng giúp con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng chọn mưa tới để lúa gieo. Không có cái bàn cài với cái bàn bừa luôn. Chọn ngồi thật yên, nhìn gió quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế đường nhỏ quá, xe nó chiếc xe bò đi là mấy chiếc xe ông đa khó mà.
mấy ai đã tuồng kèm đang ban dạ ơi cứ mưa ủa dương nơi à tiệc cô nướng nơi tầm đông dương á lại xây xây ơi ơi ta đã tuồng ai đón lên lượt đi. Chứ đi trường làm gì? Cô kêu đi. Cô kêu đi hả? Hả? Cô kêu đi cho hai ổ bánh mì hả? Con mua. Con mua hả?